chúng mày làm ăn như thế đấy à? Dạ, chị yên tâm ạ, em đảm bảo lần sau sẽ không còn sai sót gì nữa đâu. Mẹ ơi, mẹ. Còn chuyện xảy ra như thế nào? Nói rõ cho nghe coi. Bọn họ định cướp hàng chú ạ. Cho nên là cho hai chị em cháu đợi rất lâu. Nhân lúc cháu đi mua nước, họ đánh thuốc mê chị Hòa. Nào muốn chết vào đây. Chị Hoa. Alo, có người bị ngất ở đây. Ôi, nguy hiểm thế hả? Cháu đã đưa chị Hòa đi viện rồi ạ. Sức khỏe không có gì đáng nghiêm trọng. Giờ chị Hòa chỉ cần nghỉ ngơi thôi. Cả nhà đừng lo ạ. Hôm nay mà không có cháu thì không biết là con bé nó thế nào. Chúng mày làm ăn như thế đấy à? Dạ, chị yên tâm ạ. Em đảm bảo lần sau sẽ không còn sai sót gì nữa đâu. Lại có lần sau nữa à? Phen này tối không xong, có khi phải cho ra sáng thôi. Phim Tình Trạng Đã Ly Hôn sản xuất bởi Viettel Media.